Đoàn vương miện Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 chính là bước điểm hoàn hảo để Phạm Ngọc Phương Anh ghi dấu ấn đặc biệt với khán giả khi cô sở hữu vẻ đẹp thanh lịch đúng chuẩn Hoa hậu quốc tế cùng với nền tảng giáo dục rất tốt. Đại diện Việt Nam đang được đánh giá là một trong những ứng viên đăng ký cho chiếc vương miện Miss International 2021. Không chỉ sở hữu gương mặt tươi tắn, duyên dáng cùng chiều cao khủng 1m77 và số đo bao vòng ấn tượng 87, 61, 93, Phương Anh còn sở hữu trình độ học vấn khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Phương Anh từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh, đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp 2016, được tuyển thẳng vào hai trường đại học danh giá là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nhận được học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT. Phương Anh còn nhận hai bằng ngoại ngữ IELTS 8 và bằng C1 tiếng Pháp. Chính nhờ khả năng ngoại ngữ ấn tượng của mình mà Phương Anh cùng thí sinh Hoàng Bảo Trâm đã có màn thuyết trình gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, góp phần giúp cô giành được danh hiệu Á hậu 1. Vì thế, ngay từ lần đầu tiên ra mắt trên chuyên trang Miss Celery, Á hậu Phương Anh đã nhận được sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Bài viết về cô trên chuyên trang này sau vài giờ đồng hồ đã nhận được hơn 1.000 lượt like và nhiều comment. Các fan quốc tế đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Phương Anh, đồng thời còn ấn tượng hơn nữa với trình độ học vấn khủng của cô. Nhiều bình luận của khán giả cũng đánh giá Phương Anh sẽ lọt top cao tại cuộc thi năm nay. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missouri vừa mới tung ra bản dự đoán những chiến binh sẽ làm nên chuyện trong mùa giải năm nay. Theo đó, đại diện Việt Nam Phạm Ngọc Phương Anh được réo gọi ở vị trí Á hậu 1. Như vậy, so với bảng hot list trước đó, Phương Anh đã có bước tiến vượt bậc từ thứ hạng 7 lên vị trí hạng 2. Theo đó, vị trí Hoa hậu được đặt cược cho người đẹp Valeria Estefania Bronzi, đại diện Panama. Ba cô gái còn lại có mặt trong top 5 chính là Cindy Isendi, đại diện Kenya, Natalie Kosendova, Cộng hòa Séc, Yuridia Duran, đại diện Mexico. Với khả năng nói được hai ngoại ngữ Anh Pháp, Á hậu Phương Anh đang được các fan đặt rất nhiều kỳ vọng khi đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2021 tổ chức tại Nhật Bản. Trong quá khứ, đại diện truyền thông của cuộc thi Hoa hậu quốc tế cũng dành riêng những lời khen ngợi cho Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và đánh tiếng cô là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2021. Phương Anh được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành tích ấn tượng của Á hậu Tường Sang tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2020. Với con bạn, bạn nghĩ sao về dự đoán siêu bất ngờ này của chuyên trang sắc đẹp Miss Lori? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.